Sữa bí đỏ là một món đồ uống khá là lạ, được kết hợp từ bí đỏ và sữa, làm nên hương vị ngon ngọt, vừa thơm vừa béo ngậy. Không chỉ thế, món đồ uống này còn cực kỳ bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nữa. Hôm nay thì hãy cùng nấu ăn ngon, làm ngay món đồ uống hấp dẫn này nhé các bạn. Nguyên liệu chính để làm chắc chắn là bí đỏ rồi nha các bạn. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn trước hai quả bí đỏ. Các bạn nên chọn quả bí già và đỏ thì sẽ ngọt và thơm hơn. Sữa thì mình dùng 250ml sữa đặc, hai gói sữa tươi. Mình dùng ở đây là TH có đường, các bạn có thể dùng sữa không đường nhé. Nước lọc, ít muối. Trước tiên thì bí đỏ mình gọt vỏ sạch và lấy phần ruột đi nhé. Sau đó thì mình mang đi rửa sạch. Bí sau khi rửa sạch thì mình cắt miếng nhỏ như thế này nhé các bạn. Bí này thì mình sẽ cho vào nồi để hấp. Nếu các bạn không có nồi hấp thì có thể mang đi luộc nhé. Tốt nhất là mình mang đi hấp, vì hấp thì sẽ giữ được cái độ nguyên chất của bí. Bí đỏ như thế này là được nha các bạn. Mình tắt bếp và vớt bí đỏ ra ngoài. Mình sẽ cho ra cái tô như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ xay nhuyễn phần bí sau khi hấp. Nhớ là hãy đổ thêm nước lọc vào xay cùng luôn. Lượng nước thì tùy thuộc vào sở thích của từng người. Nếu ai uống đặc thì mình có thể cho ít nước hơn, còn uống loãng thì mình có thể cho thêm nhiều nước. Bí đỏ sau khi xay nha các bạn, nhìn thôi đã rất là ngon và rất là bắt mắt rồi. Bây giờ mình cho nồi bí lên bếp. Mình đổ sữa đặc và sữa tươi vào luôn nha các bạn. Cho thêm cả muối vào. Bây giờ các bạn đun nhỏ lửa và khuấy đều tay. Các bạn chú ý là khuấy đều tay, nếu không thì sẽ bị đóng cặn và cháy hết ở dưới đáy nồi. Tùy vào sở thích của các bạn có thể thêm đường vào vị giác của từng người. Mình nên vớt bọt ra. Thank you.
như vậy là nồi chảy bí đỏ mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra các cốc. Bạn có thể uống nóng hoặc là thêm đá lạnh tùy vào sở thích của mọi người, nhưng mà vào mùa hè này thì cho đá lạnh vào uống thì rất là ngon, rất là mát. Mình sẽ đổ sữa vào chai để bỏ tủ lạnh để uống dần nha các bạn. Bạn nên uống sữa bí đỏ sau khi ăn cơm trưa hoặc là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đây là thời điểm thích hợp cho những người mà muốn tăng cân. Ngoài ra thì bạn cũng có thể uống vào những buổi sáng kết hợp với bữa ăn sáng hàng ngày. Cốc sữa đỏ sẽ đầy năng lượng để cho một ngày làm việc mới ạ. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh có chuông để theo dõi video tiếp theo của mình. Bye bye.